Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành kỳ họp thứ 5, kỳ họp chuyên đề. Phát biểu khai mạc tại kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, đây là kỳ họp quan trọng bên cạnh hai kỳ họp thường kỳ của Hội đồng Nhân dân thành phố trong năm, nhằm giải quyết các công việc quan trọng, cần thiết của thành phố theo thẩm quyền, nhất là tạo điều kiện để đẩy mạnh phục hồi, tái thiết kinh tế sau đại dịch COVID-19, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững trong thời gian đến. Với khối lượng công việc khá lớn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tập trung thảo luận, cho ý kiến để tìm ra những giải pháp căn cơ thực tiễn nhất. Những nội dung Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định tại kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa quan trọng, có tính cấp bách để đáp ứng yêu cầu phục hồi phát triển thành phố hiện nay. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cần tập trung thảo luận thấu đáo trên cơ sở căn cứ các quy định pháp luật và thực tiễn của thành phố để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố và vì lợi ích của nhân dân. Kỳ họp đã nghe một số báo cáo về công tác hỗ trợ, tặng quà cho các đối tượng dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công tác hỗ trợ cho lực lượng y tế thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2021 mà Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định theo thẩm quyền giữa hai kỳ họp. Kỳ họp cũng nghe các dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố gồm 9 nội dung lớn và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố liên quan đến các tờ trình và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân thành phố trên các lĩnh vực. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiến hành thảo luận và thông qua từng nghị quyết tại kỳ họp.